Mô Phật, con cho ra cái sườn của cái phần nhân quả trong đạo Phật để khi mà thuyết trình hoặc là khi mà chúng ta trình bày vấn đề thì nó rõ hơn. Tức là trong đạo Phật thì nhân quả nó đi từ thấp lên tới cao, nó đi từ trong sáu cõi phàm, dục giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người trời, Atula, cho đến là bốn cõi của sắc giới, rồi nhân quả trong bốn tứ không, tức là bốn cõi của vô sắc giới là vô thành một cái chủ đề, và cuối cùng là nhân quả trong các thánh quả là tứ thánh quả từ thất lai, nhất lai, bất lai cho đến a la hán quả. Thì tóm lại tới với một vị mà có tu tập thì hướng đến cái dựng nhân quả trong thánh quả đó thì chúng ta sẽ thấy là có 13 cái điều lợi ích. Thì để con ghi ra xem coi chúng ta kỳ rồi là chúng ta về chúng ta mà tóm tắt có giống như vậy hay không. Dạ, con ghi đây là 13 cái điều lợi ích. Thứ nhất là được kính trọng và cúng dường. Đây là cái nhân quả mà của vị sa môn tu đạo, tức là cái ý thứ ba đó. Đó. Thứ hai là giữ giới trong sạch. Thứ hai là giới được thanh tịnh, gồm có tiểu giới, tiểu, trung và đại giới đều là thanh tịnh hết. Tiểu giới thì chúng ta biết là bắt đầu đi từ năm giới, tám giới và thập thiện thì gọi là tiểu giới. Năm giới, tám giới và làm 10 điều thiện thì nó thuộc về tiểu giới. Về trung giới tức là về các hạnh, tức là chúng ta là sống các cái hạnh mà trong cái oai nghi cử chỉ, đi đứng nằm ngồi, những cái suy nghĩ thì gọi là hạnh. Rồi thuộc đại giới thì thuộc về mạng, chánh hạnh và chánh mạng. Chánh mạng ví dụ như một lát là con sẽ trình bày cái chánh mạng ở trong cái người tu sĩ như thế nào, tức là nuôi mạng sống chân chánh. Còn chánh hạnh tức là các cái hạnh đức ở trong cuộc sống, các cái oai nghi cử chỉ. Rồi cái thứ ba là chúng ta có niềm tin vững chắc. Con môi cái này ha. Tức là dạ, về trung giới thì chánh hạnh, về đại giới thì chánh mạng, tiểu giới thì gồm năm giới, tám giới và năm giới, tám giới và 10 điều thiện đó. Cái thứ ba là có niềm tin vững chắc. Có niềm tin, niềm tin hay gọi là tính á, vững chắc. Thứ tư là các căn thanh tịnh. Chúng ta thấy nè, căn thanh tịnh này có nghĩa là sáu căn cộng với sáu trần cho ra là thức thanh tịnh đó, thức căn, thức thanh tịnh. Rồi cái thứ năm có phải giống vậy không ạ? Cái thứ năm là ít muốn biết đủ, hiểu dục tri túc. Cái thứ sáu là có chánh niệm tự tỉnh giác. Thứ bảy là tâm hướng đến đoạn trừ năm trường cái. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì từ 1 cho đến 5, từ 1 cho đến 5 thì nó thuộc về giới. Nghĩa là vô hình trung là chúng ta thấy là phân chia như vậy. Rồi từ 6 mà cho đến 9 là cái thứ 8 là đạt hỷ lạc trên thân và tâm. Hỷ lạc này là của thân và tâm, cả thân và tâm luôn. Hỷ lạc này là do thiền đem đến đó. Rồi cái thứ 9 là chứng đắc tứ thiền, thành tựu năm thiền chi đó, thành tựu tứ thiền. Thì như vậy từ số 6 cho tới số 9 là ta thấy là định, nó thuộc về định. 10 về số 10 thì có chánh kiến và chánh tri kiến. Nói thẳng nó gom lại là chánh tri kiến, tức là cái thấy cái biết phải chân chánh. Số 11 là đắc ngũ thông. Ngũ thông này là của trí tuệ đem đến chứ không phải là ngũ thông của thiền. Thứ 12 à cái 11 có khả năng biến hóa từ một thân cho đến 10 thân, một thân cho đến nhiều thân. Rồi 12 là đắc ngũ thiền năm thông đó, đắc năm thông của bên cái tuệ chứ không phải là thông của bên mà ngạ quỷ. 13 là thấu đạt trọn vẹn lý tứ đế. Lý tứ đế diệt trừ tận gốc
lậu hoặc, đưa đến thành tựu chánh trí, cuối cùng đắc quả A La Hán. Đắc A La Hán quả, đó là cái nhân quả trong đạo Phật, do nhân quả của tứ thánh quả đó, là chúng ta thấy khi mà một người mà đi theo cái con đường tu tập tứ thánh quả thì người đó sẽ đạt được 13 cái lợi ích như vậy. Thì từ cái số 10 cho đến cái số 13 nó thuộc về nhóm tuệ. Như vậy thì trong tất cả các cái kinh điển của đạo Phật, cũng giống như là trong cái bài kinh kế tiếp, thì chúng ta thấy là dù là Đức Phật có triển khai vô vàn pháp môn, nhưng cuối cùng thì Đức Phật vẫn quy về giới định tuệ là con đường duy nhất, không có một con đường nào khác. Và như vậy thì chúng ta đi qua cái phần mà, tức là tại vì con nghĩ chắc quý thầy cô cũng hoang mang trong cái vấn đề nhân quả trong đạo Phật, thành ra là con tóm lại để cho chúng ta sau này khi mà chúng ta làm bài thuyết trình thì chúng ta có thể triển khai ra. Rồi bây giờ con bước qua cái phần mà sa môn, bởi hổm là chúng ta đã đi được là ý nghĩa và mục đích sống phạm hạnh, sa môn phạm hạnh. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì danh từ sa môn là một danh từ sa môn là một độc trại từ chữ samana của tiếng Sanskrit và samana của Pali. Hán Việt phiên âm gọi là Thất La Mạn Noa. Con bôi cái này được chưa? Bây giờ con cho cái dàn bài của cái kia đi, để chúng ta nhìn vào trong đó chúng ta giảng cho nó dễ. Rồi bây giờ con bắt đầu là đi từng phần. Cái về nói sa môn phạm hạnh thì trong danh xưng sa môn chúng ta đã nói sơ qua kỳ rồi, tức là sa môn là một cái danh từ độc trại từ chữ samana hoặc là samana của cái tiếng Sanskrit và tiếng Pali. SKT là Sanskrit tức là samana, và Pali là samana, là danh từ Pali mình đọc trại ra chữ sa môn, mà Hán dịch gọi là Thất La Mạn Noa, tức là Hán dịch là Thất La Mạn Noa, Mạn Noa đồng nghĩa với Thất La Mạn Noa, đó là Trung Hoa dịch. Thì sa môn mà theo định nghĩa thông thường thì để trở thành một vị sa môn thì vị này phải đáp ứng 3 tiêu chuẩn sau đây. Cái tiêu chuẩn thứ nhất để trở thành một vị sa môn, tức là vị này phải xuất gia. Tại vì riêng cái nội mà cái chữ xoa, xoa này á, mà cộng thêm chữ amana, thì xoa này có nghĩa là một người đi ra. Đi ra từ một cái đời sống mà đi ra, rồi amana là sự giải thoát. Tức là cộng lại samana, nó có nghĩa là một người đi ra khỏi một cái đời sống gia đình, khỏi một cái gì đó truyền phược. Để đi vào chùa thì gọi là sa môn. Đó là cái nghĩa thứ nhất, tức là người này xuất gia từ bỏ đời sống gia đình rồi đi vào chùa, hay là đi vào cái cơ sở mà của tôn giáo của một cái vị thầy, hay là tự mình là xuất gia rồi cạo bỏ râu tóc. Đó là nghĩa thứ nhất của vị sa môn. Nghĩa thứ hai của vị sa môn sau khi mà xuất gia từ bỏ đời sống gia đình, cạo bỏ râu tóc để khoác lên người một cái y phục của vị tu sĩ, thì vị này phải đáp ứng cái nhu cầu thứ hai là vì xuất gia từ bỏ gia đình và đắp lên mình cái chiếc y như vậy, cho nên vị này phải sống đời khất thực chứ không có mà làm những cái nghề mà một lát chúng ta thấy là những nghề này là Đức Phật cấm, không có cho một vị sa môn thích tử là có thể phạm vào những cái nghề đó. Thì như vậy cái nghĩa thứ hai của vị sa môn cần phải đáp ứng, đó là vị này phải sống đời sống khất thực. Và cái nghĩa thứ ba mà để gọi là danh xưng sa môn phạm hạnh, chưa gọi là sa môn thích tử đó, tức là mình gọi là danh xưng là sa môn chung chung đó, thì một vị mà được gọi là sa môn phạm hạnh không chỉ là xuất gia cạo bỏ râu tóc đắp lên người chiếc áo cà sa hoặc là đi khất thực, mà vị này phải hướng tâm đến tìm cầu giải thoát, tìm cầu con đường hoặc là tu tập con đường đưa đến sự giải thoát khỏi khổ đau. Đó là ý nghĩa của chữ samana. Tức là một vị mà được gọi là sa môn phạm hạnh thì phải đầy đủ 3 yếu tố theo một cái định nghĩa thông thường của tất cả các cái vị mà muốn trở thành sa môn. Và như vậy thì chúng ta thấy sa môn có 3 hạng. Một hạng là sa môn ngoại đạo,
Một hạng thứ hai là Sa môn Bà La môn và hạng thứ ba là Sa môn Thích Tử. Dù là Sa môn ngoại đạo, Sa môn Bà La môn hay là Sa môn Thích Tử thì cái yếu tố đầu tiên thì vị này phải đáp ứng ba cái nhu cầu đó. Tức là vị này phải xuất gia, rồi cạo bỏ râu tóc, đắp lên người y phục của người xuất gia. Cái thứ hai, vị này phải có bình bát để đi khất thực. Và cái thứ ba là vị này phải có nương tựa vào một vị thầy, hoặc là bản thân vị này đang tu tập một cách pháp môn mà tất cả cái vị bản thân lời dạy của thầy đó hoặc là pháp môn vị này đang tu tập đều phải hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì mới được gọi là sa môn phạm hạnh. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng riêng về cái sa môn mà Thích Tử thì Đức Phật nói rằng muốn trở thành một vị sa môn Thích Tử, tức là gia nhập vào hàng ngũ của sa môn Cồ Đàm, thì vị đó phải xác định cái mục đích sống phạm hạnh là gì. Ngoài cái danh xưng sa môn không thì chúng ta phải xác định cái mục đích sống phạm hạnh theo cái yêu cầu của Đức Phật. Thì chúng ta thấy ở trong kinh Du Hành của trường Bộ Kinh á, của trường A Hàm á, thì kinh Du Hành đó nó không có cái bản kinh tương đương với kinh của bên trường Bộ Kinh, nhưng mà nó có một cái tương đương kinh ở trong Tương Ưng Bộ Kinh. Thì Đức Phật nói rằng là một vị mà là Sa môn Thích Tử, tức là vị này đầu quân vào trong cái hàng ngũ của Sa môn Cồ Đàm, được gọi là Sa môn Thích Tử, thì có năm hạng người có cái chí hướng đi xuất gia. Năm hạng người chí hướng đi xuất gia. Lý do năm hạng người này đi xuất gia và gia nhập vào hàng ngũ Sa môn Thích Tử, bởi vì vị này thấy rằng đời sống ở ngoài thế gian thì đầy truyền phược, đầy khổ đau, và những cái bất hạnh mà tự bản thân mình không giải quyết được, vị này hướng tâm đến tìm cầu giải thoát, giác ngộ khỏi khổ đau đó. Và vị này đã chọn là Sa môn Cồ Đàm là người thầy để mà mình nương tựa, để mà mình học hỏi những cái pháp môn đưa đến cái sự khổ đau. Thì sau khi xuất gia xong rồi, tức là năm hạng người này xuất gia đó chứ không đi xuất gia, tức là đã nói là sau khi đã xuất gia xong rồi, thì cái thứ nhất, hạng người thứ nhất là sau khi xuất gia xong rồi thì lại vô trong tăng đoàn, lại gặp được sự cung kính lợi dưỡng cúng dường của đàn na tín thí. Vị này khởi lên tham dục và vị này đứng lại không phát triển nữa, là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai, con nói là tóm tắt năm hạng người. Có năm hạng người đã xuất gia vào hàng ngũ Sa môn Thích Tử, Sa môn Cồ Đàm. Nhưng mà Đức Phật nói là phải xác định cái mục đích mình sống phạm hạnh dưới cái sự hướng dẫn của Sa môn Cồ Đàm là gì. Thì Đức Phật nói có năm hạng người. Hạng người thứ nhất là biết ở ngoài đời là khổ, bản thân mình là muốn chấm dứt sự khổ đó nhưng không biết cái phương hướng, không biết cái phương cách, cho nên vị này đi xuất gia và chọn Sa môn Cồ Đàm làm thầy. Nhưng mà khi vị này xuất gia một thời gian rồi gặp được sự lợi dưỡng cung kính cúng dường của đàn na tín thí, năm dục trưởng dưỡng của vị này phát triển, tức là vị này phát triển về sự tham đắm vật chất, sự tham đắm về các cái sắc dục, sự tham đắm về danh vọng địa vị trong rồi sự tham đắm về ăn uống, và cái thứ năm là ngủ nghỉ. Cho nên vị này tự mãn, tự rồi tự mình đứng lại không phát triển tiếp. Đó là hạng sa môn thứ nhất, là Đức Phật nói là trong hàng ngũ của Đức Phật có những hạng sa môn này. Hạng sa môn thứ hai, sau khi mà vị này thấy được cái sự nguy hiểm của cái việc mà tận hưởng, hưởng thụ những cái sự cung kính lợi dưỡng cúng dường, khiến cho năm dục trưởng dưỡng nó phát triển. Vị này thấy cái hạng này là bị Đức Phật quở, cho nên vị này không đứng lại ở chỗ đó. Vị này bắt đầu là phát triển giới. Có cần con phải tóm lại ghi ra bài không ạ? Dạ, con nói tiếp ha. Dạ, thì cái thứ hai là vị này không bị năm dục trưởng dưỡng lôi cuốn, không bị lợi dưỡng và cung kính lôi cuốn làm cho đứng lại, khiến cho bị quở trách, mà vị này phát triển giới. Vị này cố gắng là giữ những giới to, những giới nhỏ, nhưng mà khi mà vị này thành tựu trong cái việc mà giữ các pháp học về giới, các pháp học thôi chứ chưa nói pháp hành, thì vị này sanh tự mãn. Vị này cảm thấy rằng mình là hơn những người khác, những người khác quay nghi cũng không có, giới hạnh cũng không có, cho nên là luôn luôn bị Phật quở. Cho nên vị này cảm thấy rằng là vị này thỏa mãn với cái sự giữ giới trong sạch của mình. Nhưng mà Đức Phật nói rằng đây cũng là hạng sa môn đứng lại
không phát triển. Bởi vì sao? Bởi vì vị này chỉ có học thôi, pháp học thôi, chứ chưa có sự thực hành, chưa có thẩm thấu được, chưa có là giới là của mình. Trong khi chúng ta thấy Đức Phật nói giới có hai cách, có hai cái sự biểu hiện. Một là một vị sa môn mới vào gia nhập vào tăng chúng thì phải nhờ giới để bảo vệ. Nhưng mà cho đến khi mà thuần thục rồi thì giới chính là mình. Nhưng mà vị hạng thứ hai này thì chưa có là giới là mình, tức là chưa có đạt được giới thanh tịnh của tâm. Mà vị này chỉ mới đạt đến là tướng thanh tịnh nhờ giới mà thôi. Nhưng mà rồi vị này đứng lại. Vì vậy mà hạng sa môn thứ hai trong hàng ngũ sa môn của Đức Phật vẫn bị Đức Phật quở trách. Cho đến người thứ ba là sống trong tăng đoàn rồi, vượt qua được sự lợi dưỡng cung kính rồi, giữ giới thanh tịnh rồi, vị này hướng đến sự tu tập các cái pháp môn thiền, sự tu tập các pháp môn thiền, vị này chứng đắc cả tứ thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà muốn chứng đắc sơ thiền thôi chứ chưa nói đến các tầng thiền cao hơn, thì vị này phải làm lắng động năm truyền cái và năm thiền chi nó phát triển rồi mới có thể đưa vào được sơ thiền. Khi mà vị này chứng đắc các tầng thiền, đạt được tâm thanh tịnh, cái thứ hai là giới thanh tịnh, cái thứ ba là tâm thanh tịnh, nhờ chứng đắc các tầng thiền, tức là khi mà con nói khi mà chứng đắc các tầng thiền, sơ thiền thôi chưa nói tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì muốn chứng sơ thiền thì vị này phải phát triển đủ năm thiền chi, phải có đủ năm thiền chi mới có thể là làm cho nó lắng dịu, nó chưa đoạn trừ hẳn đâu, nó làm cho lắng dịu năm truyền cái. Khi mà năm thiền chi phát triển hoàn toàn, năm truyền cái nó được lắng dịu thì vị này chứng sơ thiền. Khi mà vị này chứng sơ thiền rồi bỏ sơ thiền vào nhị thiền, bỏ nhị thiền vào tam thiền, bỏ tam thiền vào tứ thiền, thì khi mà vị này rất là thành thạo trong cái việc mà phát triển định tâm như vậy, vị này đạt được tâm thanh tịnh nhờ định. Nhưng mà khi mà đạt được tâm thanh tịnh nhờ định, vị này lại đứng lại, vị này tự mãn với cái sự thanh tịnh này, vị này cảm thấy an lạc, muốn ở trong đó hoài, không có muốn đi ra. Tại vì chúng ta thấy rằng khi vào định thì người này rất là an lạc, mặc dù là có thể là nhiều tháng, nhiều ngày không ăn uống gì hết, nhưng mà tâm rất là an lạc nhờ định. Cho nên vị này đứng lại tự mãn và cho rằng thôi như vậy là đủ, con không muốn tu nữa, tại vì con được an lạc rồi, khống chế được khổ đau rồi. Và Đức Phật cũng quở hạng sa môn thứ ba này. Đức Phật quở, Đức Phật nói rằng như vậy là vẫn còn ngu si. Bởi vì sao? Bởi vì cái thiền, dù là do thiền sắc giới, nó vẫn còn nằm trong ba cõi, nó vẫn còn đưa đến sự luân hồi khổ đau. Và như vậy thì hạng sa môn thứ ba, sa môn thất tử thứ ba là vẫn bị Đức Phật quở, mặc dù vị này đã đạt lên tới tứ thiền. Tới hạng sa môn thứ tư thì vị này đã đạt lên tứ thiền xong rồi, vị này đạt vô tứ không luôn. Vị này lên được tứ không rồi, vị này vào diệt thọ tưởng định luôn, tức là diệt tận định luôn đó. Vị này đạt được chẳng những tứ thiền, tứ không rồi, vị này lên được cái diệt tận định, tức là chứng năm tầng thiền, chứng năm cấp bậc của thiền định, tứ thiền, tứ không và diệt tận định. Tức là vô trong này là cái tâm hoàn toàn định tĩnh, nghĩa là hoàn toàn vắng lặng. Có thể là người này ngồi nhiều năm, nhiều trăm năm ở trong thiền mà vị này không biết gì xung quanh hết. Có thể là tứ thiền, tứ không còn có một chút biết, một mãi mai những cái sự việc xung quanh. Nhưng mà khi mà vị này vào diệt tận định rồi, là kể như xung quanh xảy ra cái gì, ngay cả nhà Phật vị này cũng không biết. Và ngay cả những cái tiếng động mà sát một bên người, sát một bên lỗ tai, vị này cũng không nghe, là vào diệt tận định. Đức Phật quở vị này là hạng ngu, đại ngu si. Cái hạng thứ tư là Đức Phật quở đại ngu si. Bởi vì sao? Bởi vì vào tứ thiền, vào tứ không còn có thể ra được, chuyển tâm qua quán. Nhưng mà một khi vào diệt tận định rồi, rất khó. Và chúng ta thấy trong 1250 vị đại đệ tử của Đức Phật đắc quả A-la-hán, Đức Phật chỉ cho phép có 3 người vào diệt tận định mà thôi. Tại vì 3 người này mới có khả năng là đi ra đi vô rất là dễ dàng. Ngoài Đức Phật thì 3 người đó là ai? Ngài Ma-ha-ca-diếp, người thứ hai là Ngài Xá Lợi Phất, người thứ ba là Ngài Mục Kiền Liên. Chỉ có 3 người này là Đức Phật cho phép vào diệt tận định rồi ra mà không gặp nguy hiểm. Nhưng mà Đức Phật cấm, dù là 1250 vị A-la-hán đã đắc quả A-la-hán rồi, nhưng mà trước khi đắc quả là Đức Phật không cho nếm cái hương vị diệt tận định này. Tại vì khi vào trong đó rồi là ra không được, nó đắm, nó say mê. Và có thể là
nhiều, trải qua nhiều trăm năm thì mình cũng vẫn không thể ra được cái việc tận định đó, cho nên rất nguy hiểm. Và Đức Phật xem rằng trong hạng thứ nhất là lợi dưỡng cung kính rớt, bởi vì lợi dưỡng cung kính do năm dục trưởng dưỡng, phát triển năm dục trưởng dưỡng. Cái thứ hai rớt vì chấp giới, tự mãn về giới mình có. Cái thứ ba tự mãn về định. Nhưng mà cái thứ tư mới là nguy hiểm nhất. Và cái thứ năm là cuối cùng, khi mà vị này biết rằng là tứ thiền và tứ không hay là việc tận định, nó cũng vẫn nằm trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên vị này có thể là từ sơ thiền, có thể là từ cái tứ thiền đó, hoặc là có thể từ tứ không đó, hoặc là như là ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên Maha Ca Diếp, từ việc tận định đó dẫn tâm qua quán. Khi mà vị này dẫn tâm qua quán thì vị này thực hành pháp môn tứ niệm xứ. Khi mà vị này thực hành pháp môn tứ niệm xứ có thể là chọn một trong bốn pháp thân hoặc thọ hoặc tâm hoặc pháp. Nhưng mà ta dù ta chọn một pháp môn mà cũng là thực hành luôn ba pháp môn còn lại, tại vì tứ niệm xứ không thể tách rời nhau trong quá trình tu tập. Mặc dù ta có thể là chọn một pháp môn để mà ta hướng tâm định tâm, nhưng mà khi mà đã hướng tâm định tâm rồi bắt đầu chuyển cái đó qua quán, nhờ cái pháp môn đó mà ta đạt được định, nhưng mà cũng nhờ cái pháp môn đó mà khi mà định phát triển thì ta chuyển tâm qua quán, ta quán thực tánh thực tướng của thân và tâm, cuối cùng thì vị này là đoạn trừ được các lậu hoặc. Rồi khi mà đoạn trừ được các lậu hoặc, vị này thành tựu chánh trí. Vị này khi thành tựu chánh trí là cái trí xuyên thấu soi khắp tất cả các cái pháp trên thân và trong tâm, chứ không phải là bên ngoài. Chúng ta thấy là chúng ta nhìn, bởi vì cho nên bên Phật giáo phát triển nói là chỉ là thấy, là không có thấy được cái tánh không mà chỉ thấy cái ngã thôi. Nên chỉ đoạn trượt được cái ngã, mà cái ngã này trên thân, chứ chưa thấy được cái pháp giới ở bên ngoài. Thì vị này đạt được chánh trí, và nhờ có cái chánh trí đó, vị này soi được cái thực chất của thân và tâm, tức là của ngũ uẩn này. Cái vị này thấy được tất cả các pháp là do duyên sanh, ngay cả ngũ uẩn cũng do duyên sanh. Mà cái mà nó đã do duyên sanh thì nó vô thường, mà nó đã vô thường thì nếu mình chấp thì nó sẽ khổ. Vì mình nó vô thường cho nên nó không có tự ngã, nó không có thực thể. Mà nếu mà nó vô thường, nó không có thực thể, mình chấp mình cũng khổ luôn. Cho nên khi vị này thấy được như vậy, vị này buông xả hoàn toàn. Khi vị này buông xả nhờ cái chánh trí đó, nhờ cái trí mà quan sát xuyên thấu, nhìn xuyên thấu được cái sự hình thành của thân và tâm, vị này đạt đắc quả A-la-hán. Như vậy thì hạng người thứ năm là hạng người đắc quả A-la-hán nhờ đạt được tâm giải thoát. Tâm giải thoát khỏi các lậu hoặc, cho nên gọi là, cũng đồng nghĩa với là tâm vô lậu. Vị này đạt được tâm vô lậu, tức là không còn lậu hoặc gì nữa hết. Đây mới là cái lõi cây, đây mới là cái cốt lõi, cái cốt lõi mà Đức Phật muốn nhấn đến, là cái mục đích, mục đích sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Sa Môn Cồ Đàm là để đạt được tâm giải thoát khỏi các lậu hoặc, hay còn gọi là trong kinh lõi cây thì gọi là tâm vô lậu, tức là không còn lậu hoặc nữa. Đây mới là mục đích sống phạm hạnh của dưới sự hướng dẫn của Sa Môn Cồ Đàm. Thì chúng ta thấy là như vậy. Thì ở trong cái kinh mà lõi cây, cũng giống như trong kinh Du Hành, thì Đức Phật nói rằng ở trong sớ giải của kinh lõi cây cũng như là trong sớ giải của kinh Sa Môn Quả, thì chúng ta thấy có đưa ra một cái thí dụ rất là hay để mà minh chứng cho cái người mà đạt được cái tâm vô lậu, tức là cái hạng người thứ năm là xuất gia vì cái mục đích là để đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Mà một khi lậu hoặc đoạn trừ, tức là vị này đã thoát khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và một khi đã thoát khỏi dục giới, vô sắc giới thì bằng cái chánh tri kiến đó, hoặc là chánh trí đó, thì vị này đắc quả A-la-hán, tức là nhập vào cảnh giới của chư Phật không khác. Thì Đức Phật ví dụ như là một người mà hướng đến xuất gia, muốn đạt đến đời sống phạm hạnh của một vị sa môn, thì vị này phải biết là phải làm giống như một người đi xa. Cái thứ nhất là phải biết mục đích của mình là đi đâu, mục đích của mình đi để làm gì. Đó là cái thứ nhất, mục đích của mình đi để làm gì. Cái thứ hai là đi đâu, đi đâu rồi đến đâu. Và cái thứ ba là phương tiện đi bằng gì. Thì giống như một người xuất gia phải biết
là mình xuất gia để làm gì. Rồi cái thứ hai, mình xuất gia mình để mà đạt được sự thanh tịnh giải thoát, thì thanh tịnh giải thoát đó đưa mình đi đến đâu? Tại vì trong cái thiền nó cũng có, thiền định nó cũng có thanh tịnh, một cái giải thoát từng phần ở trong định, trong giới nó cũng có thanh tịnh. Như vậy thì cái mục đích rốt ráo để đạt được sự thanh tịnh này là đạt được đi đến đâu, nó đưa mình đến mục đích cuối cùng là ở đâu? Thì đưa đến mục đích cuối cùng là vô thượng bồ đề, tức là phải đạt được cho bằng được niết bàn. Rồi bây giờ dùng phương tiện gì, dùng phương tiện gì để đạt được vô thượng bồ đề? Thì Đức Phật nói phương tiện duy nhất là bát thánh đạo. Trong bát thánh đạo là cái phương pháp tu tập để chuyển từ định qua tuệ bằng tứ niệm xứ. Như vậy thì chúng ta thấy là ở cái phần thứ hai là xác định mục đích sống phạm hạnh dưới sa môn Cồ Đàm, cũng giống như người đi xa thì phải biết tại sao mình đi. Cái thứ hai là mình đi đến đâu, mình đi đâu rồi đến đâu. Cái thứ ba là phương tiện đi, phải dùng phương tiện gì. Cũng giống như vậy, người xuất gia thì phải xác định rằng tại sao mình xuất gia, rồi xuất gia rồi đi đến đâu, kết quả của sự xuất gia, sự tu tập này là đưa mình đi đến đâu. Rồi sau khi mà mình đã xác định được mục đích xuất gia và mình xác định được nơi đến của người xuất gia, thì mình dùng phương tiện gì để mình đến đó? Trong kinh Sa Môn Quả, sớ giải của Sa Môn Quả hoặc là sớ giải của kinh Lõi Cây thì nói rằng một vị mà tu sĩ gọi là Sa Môn Thích Tử phải biết ba việc đó. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần thứ ba là về cái ý nghĩa. Được rồi, không sao, bơi đi ghi lại ý nghĩa của Sa Môn Thích Tử. Và trong cái phần thứ hai là năm hạng sa môn, mà năm hạng người xuất gia là chúng ta nắm được không ạ? Hạng người thứ nhất là lợi dưỡng cung kính. Khi mà lợi dưỡng cung kính nhiều quá thì năm dục trưởng dưỡng nó cũng phát triển theo cái lợi dưỡng cung kính đó. Tức là phát triển vật chất, phát triển sắc dục, phát triển danh lợi, địa vị, phát triển về ăn uống và ngủ nghỉ, tham đắm. Do là từ lợi dưỡng cung kính mà tâm của vị này lại hướng theo cái sự hưởng thụ. Và như vậy thì năm dục trưởng dưỡng có điều kiện xâm nhập vào vị này, vị này rớt ngay tại chỗ đó. Cái thứ hai là vị này chấp giới, vị này là tự mãn khi mà mình có được giới thanh tịnh. Cái thứ ba, vị này tự mãn khi mình có được tâm thanh tịnh, tức là chứng đắc các tầng thiền. Cái thứ tư, vị này tự mãn khi chẳng những mình được chứng tứ thiền, rồi chứng được tứ không, rồi vào được việc tận lịnh. Vị này đứng hoài ở trong đó không chịu ra, cho nên là bỏ sát thân luôn. Có những vị mà vào thời Đức Phật là do việc tượng định rồi không ra được, mà cũng không ai biết, cho nên là khi Đức Phật nhập Niết Bàn mà vị này vẫn còn không ra được cái việc tận định đó. Rồi cái thứ năm là vị này sau khi mà đã có thể từ sơ thiền, có thể là từ tứ thiền, có thể là từ tứ không, có thể từ việc tận định, vị này lại hướng tâm ra sự giải thoát qua chánh trí. Và từ chánh trí đó, vị này dùng cái trí mà quan sát các cái pháp trên thân và trong tâm, vị này thấy là ngũ uẩn là vô thường, là khổ. Vì nó vô thường, nó khổ, cho bởi vì bản chất của nó là không thật, cho nên là cái gì vô thường, cái gì không thật thì cái đó đưa đến khổ. Cho nên vị này từ bỏ, và khi vị này từ bỏ như vậy, vị này thành tựu chánh trí giải thoát. Tức là vị này đạt được tâm giải thoát nhờ đoạn tận các lậu hoặc, hay còn gọi là tâm vô lậu. Đây là cái mục đích chính của cái người xuất gia theo cái sự hướng dẫn của Sa Môn Cồ Đàm. Về cái mà chúng ta thấy rằng ở trong kinh Hoa Nghiêm thì con thấy có nói một cái câu rất là hay. Tức là trong kinh Hoa Nghiêm thì đưa ra hai hạng người đi xuất gia. Hồi nãy là mình nói là kinh Lõi Cây ha. Còn bây giờ chúng ta thấy là kinh Hoa Nghiêm thì nói là hai hạng xuất gia. Cái hạng xuất gia thứ nhất là xuất gia rồi sống đời phạm hạnh tu tập. Nhưng mà vị này có sống phạm hạnh, có tu tập, nhưng mà bản thân vị này không biết tu tập để làm gì. Để làm gì? Rồi vị này tu tập, nhưng mà vị này vẫn tu tập mà cũng không biết tu tập để làm gì. Rồi cái thứ hai, vị này khởi lên thắc mắc, rồi thành Phật để làm gì? Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói hạng người này
là hạng người mặc dù là có sống phạm hạnh, có hướng đến tu tập, nhưng mà không biết tu tập để làm gì, rồi cũng không biết sau khi mình thành Phật rồi mình làm gì, mình ở đâu, mình đi đâu. Cho nên Đức Phật nói rằng hạng người này nếu mà được trở lại làm người, hoặc là nhờ cái phước sanh làm trời, chắc chắn như vậy, nếu mà dùng chữ nếu, thì chắc chắn rằng người này sau khi mất là sẽ đọa vào những cảnh bốn cảnh giới thống khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nhưng mà Đức Phật nói nếu may mắn mà người này có được thân người, hoặc là nhờ phước báo sanh vào cõi chư thiên, thì vị này vẫn chịu nhiều bất hạnh khổ đau như những chúng sanh khác ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tức là phải vẫn phải chịu sanh tử luân hồi, mà sự sanh tử luân hồi này nó còn thống khổ hơn những chúng sanh khác. Đó là trong kinh Hoa Nghiêm nói là nếu mà sống phạm hạnh mà không xác định được cái mục đích tu tập để sống phạm hạnh để làm gì, nhà thành tựu đạo quả, Phật quả để làm gì, thì vị này chắc chắn rằng khi mất thân người không thể đạt được sự giải thoát giác ngộ, đi vào cảnh giới thống khổ. Nhưng mà nếu được có được thân người, hoặc là nhờ phước báo sinh lên cõi trời, thì vị này vẫn phải chịu sự chi phối bởi già, bệnh, chết và nhiều thống khổ hơn những chúng sanh khác. Hạng thứ hai đi xuất gia. Xuất gia nhưng mà không sống đời phạm hạnh, không sống phạm hạnh, lại không hướng tâm tu tập, lại không hướng tâm tu tập để mà đoạn trừ các phiền não lậu hoặc đó, thì Đức Phật nói hạng người này là hạng người đồng nghĩa với cái quên đi cái bổn hoài xuất gia, quên đi bổn hoài xuất gia, hoặc là không có cái bổn hoài xuất gia, nghĩa là hoặc là quên hoặc là không có luôn, nghĩa là ngay từ đầu xác định, ngay từ đầu đi xuất gia không phải vì mục đích giải thoát, ví dụ vậy. Hoặc là vị này có được một chút cái suy nghĩ là muốn giải thoát, nhưng mà vào trong này thì không sống phạm hạnh, cũng như là không hướng tâm tư tu tập, thành ra vị này quên đi cái bổn hoài xuất gia. Thì một người hoặc là quên đi bổn hoài xuất gia, hoặc là không có cái bổn hoài xuất gia nhưng mà vẫn đi xuất gia, thì Đức Phật nói rằng dù các vị này làm các, làm thôi nha, chứ chắc chắn là không có tu rồi, làm các thiện pháp. Làm các thiện pháp, ví dụ như người ta lên ta tu, mình cũng tu. Người ta đi cầu siêu, mình cũng vẫn đi cầu siêu. Người ta đi mà thuyết pháp, mình cũng vẫn đi thuyết pháp, tức là làm các thiện pháp. Nhưng mà các thiện pháp này trở thành ác nghiệp đối với vị này, và mất thẳng con đường nhân thiên để đi thẳng vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Đó là trong kinh Hoa Nghiêm. Tóm lại chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm là nói rất là rõ, nếu chúng ta đi xuất gia mà không có cái mục đích rõ ràng, không có một cái hướng đến đời sống phạm hạnh, hướng đến tu tập các cái pháp môn giải thoát, thì sẽ rơi vào hai vấn đề. Cái thứ nhất là dù mặc dù ta có sống phạm hạnh, có tu tập, nhưng mà trong tu tập ta không biết tu để làm gì, rồi thành Phật để làm gì. Thì vị này nếu được thân người, nếu được sanh lên cõi trời, thì vẫn phải bị chi phối bởi già, bệnh, chết và khổ đau hơn những chúng sanh khác. Rồi hạng xuất gia thứ hai, khi đi xuất gia nhưng mà không sống phạm hạnh, không hướng đến tu tập, thì trong này phân ra hai loại. Một loại là do là quên mất đi cái bổn hoài của xuất gia của mình. Cái thứ hai, không sống phạm hạnh, không sống tu tập bởi vì không có cái bổn hoài đi xuất gia, nhưng mà nghĩa là chắc là vì lý do gì khác. Hạng người thứ hai này là hạng người tuy làm các thiện pháp, nhưng mà các thiện pháp đó trở thành ác nghiệp để dẫn vị này tiến thẳng vào bốn cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Cho nên chúng ta thấy là trong cái vấn đề mà khẳng định về cái thứ nhất, chúng ta muốn là tu cao hơn, thì cái điều kiện đầu tiên sau khi chúng ta làm sa môn thích tử xong, tức là sau khi chúng ta có xong cái hình tướng là xuất gia, phủi tóc, rồi khoác lên người cái chiếc y, rồi khất thực, đi khất thực, hoặc là có những cái pháp môn tu tập, sau cái đó là hình tướng, thì chúng ta phải xác định cái mục đích chúng ta làm những chuyện đó để làm gì, vô cùng quan trọng. Đó là cái thứ hai, là chúng ta phải xác định mục đích là sống đời sa môn phạm hạnh. Cái thứ ba, bây giờ chúng ta bây giờ qua định nghĩa cái ý nghĩa của sa môn thất tử. Dạ, cái hai cái đầu có nắm được không ạ? Cái bài này rất là hay, rất là quan trọng, bài kinh sa môn này.
là con thấy là không có một cái bài kinh nào mà Đức Phật để hết tâm huyết vào trong cái bài kinh này, và cũng không có một cái chú giải nào mà đầy đủ chính xác bằng cái chú giải của kinh Sa Môn, tức là dẫn chứng rất là nhiều kinh, dẫn chứng rất là nhiều cái thí dụ, dẫn chứng rất là nhiều cái mà minh chứng cụ thể ở liên hệ đến những cái bài kinh khác, nhưng mà trong cái chú giải của kinh Sa Môn Quả không có chú giải của Hoa Nghiêm. Cái chú giải của Hoa Nghiêm này là ở một cái chú giải của người sau này, của người sau này, chứ không phải là chú giải của kinh Sa Môn Quả. Tại vì bởi vì vào cái thời mà năm bộ Nikaya được hình thành, được tập hợp lại, thì Phật giáo phát triển vẫn chưa mạnh, Hoa Nghiêm chưa xuất hiện. Cho nên là trong cái mà kinh Phương Đẳng, chú giải của kinh Phương Đẳng thì có nói sơ qua về cái ý nghĩa mà trong kinh Hoa Nghiêm này có nói là về cái ý nghĩa xuất gia này. Chúng ta bởi vậy cho nên con vẫn khuyến khích là quý thầy quý cô nên đọc vào chánh văn. Cái thứ nhất là đọc vào chánh văn, như vậy chúng ta sẽ lấy ra được những cái tinh túy mà Đức Phật muốn nói. Và cái thứ hai là chúng ta cố gắng học cho được một cái cổ ngữ hoặc là Pali hoặc là tiếng Phạn, ta mới đọc được những cái chú giải này. Tại vì cái chú giải này có thể là không dịch ra tiếng Việt đâu, không dịch ra được tiếng Việt, còn ít nhất là cái chú giải này nó đã chuyển ngữ sang tiếng Anh, mặc dù nó không nhiều. Nhưng mà dẫu sao thì nếu ta có được tiếng Anh hoặc là ta có được một cổ ngữ là tiếng Phạn hoặc là tiếng Pali thì chúng ta sẽ thấy được những cái hay tuyệt vời của từng bài kinh mà Đức Phật nói. Chú giải này đương nhiên không phải là do Đức Phật làm, chú giải này là do các vị đại đệ tử của Phật giáo Nguyên Thủy làm. Nhưng mà lại tại vì các vị đó là không viết tiếng Anh, tại vì lúc đó là đâu có tiếng Anh, tiếng Anh chỉ mới là thế kỷ thứ 18, 19 sau này. Thì những cái này là có từ cái thế kỷ thứ nhất, thứ hai, thứ ba sau Công Nguyên, cho nên là không có tiếng Anh. Nhưng mà bằng tiếng Pali và tiếng Phạn, thì từ đó Hòa Thượng Minh Châu có dịch sơ qua một số chú giải. Nhưng mà gần như là những chú giải đó là không được dịch sang tiếng Việt, cho nên chúng ta muốn đọc thì phải đọc tiếng Anh hoặc là đọc tiếng Pali. Rồi bây giờ cái thứ ba là chúng ta phải ý nghĩa Sa Môn Thích Tử, ta định nghĩa ý nghĩa Sa Môn Thích Tử. Thứ ba. Rồi, bây giờ khi mà nói về ý nghĩa của Sa Môn Thích Tử thì như vậy chúng ta thấy là cái danh từ Sa Môn là một cái danh từ chung. Thì danh từ Sa Môn là một cái danh từ chung chỉ cho một người đã đáp ứng đủ ba điều kiện như con nói. Thì và ai nhớ là ba điều kiện con mới vừa nói á? Thứ nhất là phải là xuất gia, phủi tóc, cạo đầu và khoác lên người cái chiếc y phục của người tu sĩ. Cái thứ hai là phải ôm bát thì khất thực. Cái thứ ba là phải hướng đến sự tu tập đó. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là không phải chỉ như vậy được gọi là sa môn phạm hạnh, không phải là như vậy. Nhưng mà một người được gọi là sa môn phạm hạnh và người đó được gọi là sa môn thích tử, sa môn phạm hạnh mà của sa môn Cồ Đàm á, thì Đức Phật gọi là sa môn thích tử đó. Thì cái người đó có bốn hạng sa môn thích tử, hay là bốn hạng gọi là sa môn mà chúng ta cần phải biết mình đang ở cái hạng nào trong hạng sa môn thích tử. Hạng thứ nhất mà ở trong cái kinh này thì kinh Du Hành của Trường A Hàm, tức là kinh của bộ Trường A Hàm á, hoặc là kinh cái Luận Đại Tỳ Bà Sa quyển số 66, xem coi con tóm tắt con dịch như vậy có đúng không ha, mấy thầy mấy cô cứ về đối chiếu giùm con, là trong kinh Du Hành và kinh Đại và cái quyển Đại Tỳ Bà Sa quyển thứ 66, thì Đại Tỳ Bà Sa Đức Phật nói rằng sa môn thích tử có bốn hạng sa môn thích tử. Hạng thứ nhất là thắng đạo sa môn. Cái thắng đạo sa môn này là tiếng hoa mà trong kinh Du Hành thì tương đương trong kinh Du Hành thì gọi là hành đạo thù thắng sa môn. Đại Tỳ Bà Sa thì nói thắng đạo, nhưng mà kinh Du Hành thì gọi là hành đạo thù thắng sa môn, tức là thắng đạo bởi vì vị này đã đạt được sự giải thoát rồi mới gọi là thắng đạo. Thắng là sự chiến thắng ma dương, đạo là bắt đầu là vị này triển khai cái phương pháp, mà cái phương pháp tu tập chiến thắng ma dương để đạt được sự giải thoát, cho nên là gọi gọi là hành đạo
Vị này khi mà đã đạt được sự giải thoát rốt ráo, biết được cái con đường, biết được cái phương pháp tu tập, và vị này bắt đầu là đi chỉ lại cái con đường đó, thì cái hạng mà thắng đạo hay hạnh đạo thù thắng sa môn chỉ có Đức Phật, chỉ dành cho Đức Phật, các vị Bồ Tát, chư Phật và chư Bồ Tát. Tức là chúng ta thấy là ở trong này thì không để bốn hạng thanh văn. Tại vì sao? Bởi vì không, ở trong này thì cho rằng thanh văn chưa đủ cái lực, hoặc là thanh văn là chưa đạt được sự giải thoát hoàn toàn. Mặc dù là 10 kiết sử, kiến hoặc 10 hoặc đó đã đoạn tận, nhưng mà còn trần sa hoặc chưa đoạn. Cho nên là vẫn không để sa môn ở các vị mà thánh quả A-la-hán vào trong hàng thắng đạo sa môn hay là hành đạo sa môn. Bởi vì người ta cho rằng là trong, mặc dù là đã đoạn 10 hoặc hết, Bồ Tát cũng đoạn 10 hoặc, Đức Phật cũng đoạn 10 hoặc, nhưng mà còn cái trần sa hoặc đó, mà cái bài kê, mà một cái bài tiếp theo mình sẽ học là tại sao người ta không chấp nhận sa môn vào thanh văn, bốn quả thanh văn vào thắng đạo sa môn. Bởi vì trần sa hoặc những này chưa đoạn được, cho nên là không đưa vào cái hàng thắng đạo sa môn. Trong kinh Du Hành không đưa vào, cũng như Đại Tỳ Bà Sa Luận không đưa vào. Cái hạng thứ hai được gọi là thị đạo sa môn. Thị đạo sa môn là nó tương đương với kinh Du Hành là thuyết đạo sa môn. Thị là chỉ con đường, tức là người này cũng giải thoát giác ngộ rồi, và người này có thể nói lại. Nhưng mà cái hạng thị đạo sa môn này là cái phạm ba la mật ít hơn, thành ra cái số người để mà người này là thuyết pháp độ sanh không rộng lớn bằng chư Phật và chư Bồ Tát. Tức là vị này cũng có khả năng là chỉ lại thuyết pháp, vị này chuyên về cái mặt thuyết pháp nhiều hơn. Nhưng mà cái số người để mà có duyên để vị này mà độ quá thì cái số lượng người này nó sẽ ít hơn cái số lượng người này. Và cái người này thì về cái ba la mật không bằng cái số 1, số 2 không bằng số 1 về ba la mật. Rồi cái hạng thứ 3 là mạng đạo sa môn. Thứ 3 là mạng đạo sa môn. Mạng này cá rê đó, mạng sống đó. Thì ở trong này thì cũng gọi là cái chánh mạng đó. Ở trong cái kinh Du Hành thì mạng đạo sa môn này cũng dùng là mạng đạo sa môn, giống như là Đại Tỳ Bà Sa Luận. Thì chúng ta thấy mạng đạo sa môn này là người này cái khả năng thuyết pháp không bằng cái người thứ hai, nhưng mà qua cái sự tu tập phát triển giới và trên cái giới thân tướng trang nghiêm, vị này lấy mạng sống thanh tịnh và bằng cái thân tướng tu tập trang nghiêm, cái hạnh của mình, vị này cảm hóa được người khác. Và khi cảm hóa được người khác thì người khác theo mình, và bằng cái sự thực hành giữ giới cũng như là cái sự thanh tịnh trong các cái oai nghi, vị này hướng người ta đến sự giải thoát giác ngộ. Tức là chúng ta thấy là hạng người thứ hai có khả năng thuyết pháp, nhưng mà hạng người thứ ba này tuy không có khả năng thuyết pháp nhưng mà cũng là hạng người giải thoát giác ngộ, dùng cái giới hạnh của mình, giới thanh tịnh của mình, và dùng cái sự sức mà tu tập qua các cái thể hiện của các cái oai nghi cử chỉ đi đứng nằm ngồi, cái thân tướng và cái mạng sống chân chánh, vị này thuyết phục được người khác bằng vào cái con đường chân chánh, và từ đó người này tiến tu thành tựu đạo quả giống như là cái vị mạng đạo sa môn này. Đó là hạng người sa môn thứ hai. Hạng sa môn thứ ba, ấy thứ tư là chúng ta thấy ô đạo sa môn, hay mình còn gọi là phá giới sa môn. Vị ô đạo sa môn này là người mà tuy có hình tướng sa môn khoác lên người chiếc y phục của người tu sĩ, cũng sống bằng hạnh trì bình khất thực, nhưng mà không có sự chuyển hóa gì trong tâm. Chúng ta thấy là khi mà Đức Phật, ngài bà Visakha đó, bà Visakha khi mà đến hỏi Đức Phật là bây giờ con không đồng ý chỉ dừng lại ở năm giới của người Phật tử, bởi vì có một lần con nghe Đức Phật nói rằng là Đức Phật trả lời với một vị tỳ kheo, lần khi vị tỳ kheo đó, vị sư đó hỏi là người tại gia
có thể tu tập những cái pháp môn của người xuất gia và cũng có thể thành tựu được những đạo quả mà của người xuất gia thành tựu, cuối cùng đắc quả A-la-hán hay không? Thì Như Lai trả lời là được, người xuất gia và người tại gia giải thoát như nhau nếu mà cả hai đồng hướng đến sự tu tập giải thoát. Cho nên là bây giờ con xin Đức Phật phải cho con, phải chỉ cho con cái con đường giải thoát, mà cái con đường giải thoát đó không phải đi lên từ năm giới, không phải là năm giới, tại vì năm giới chỉ sanh lại nhân thiên mà thôi. Như vậy phải có một cái con đường và có một cái phương pháp cao hơn, thì lúc đó Đức Phật mới đưa ra gì? Đức Phật mới đưa ra ba cái phương pháp tu tập cho bà chọn. Cái phương pháp tu tập thứ nhất là gì? Đó là Phật Pháp Trai, mà bây giờ mình gọi là Bát Quan Trai đó. Thứ nhất là cái Bát Quan Trai là có sau này ha. Phật Pháp Trai giới, giới của người tu Phật Pháp, giới thanh tịnh của người tu theo các pháp của Phật để thành Phật. Cái thứ hai là Mục Ngu Trai. Cái thứ ba là Ly Kiền Tử Trai. Thì sau này chúng ta mới thấy là khi mà Phật giáo mà truyền qua Trung Hoa, thì cái từ Phật Pháp Trai này được một vị vua chỉnh lại là Bát Quan Trai. Bát Quan Trai Giới. Khi mà chỉnh lại thành Bát Quan Trai Giới thì cái từ Phật Pháp Trai gần như không ai biết. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà đi qua các nước Nam Tông thì chúng ta có thể dùng từ Phật Pháp Trai, người ta biết nhiều hơn là Bát Quan Trai Giới. Nhưng mà khi đi qua các nước mà của Bắc Tông thì chúng ta dùng Phật Pháp Trai gần như không ai nhớ, gần như không biết, mà chỉ biết Bát Quan Trai Giới. Nhưng mà Bát Quan Trai Giới nó chỉ là một phần của Phật Pháp Trai Giới thôi, chứ nó không phải là Phật Pháp Trai Giới mà Đức Phật truyền lần đầu tiên cho bà Visakha, tức là truyền cái giới giải thoát, truyền cái phương pháp tu tập giải thoát thành tựu Phật quả. Tại vì cái từ mà Phật Pháp Trai Giới này, tức là Đức Phật khẳng định lời nói của mình đối với vị tỳ kheo, là khi vị tỳ kheo đó hỏi là một người tại gia có thể tu tập những pháp môn giống như người xuất gia và sẽ thành tựu những gì mà người xuất gia đã tu tập và thành tựu hay không, tức là thành tựu đạo quả giải thoát bằng con đường đi của Phật, thậm chí có thể thành tựu Phật quả, thì như vậy Đức Phật mới đặt là Phật Pháp Trai Giới. Tức là cái giới thanh tịnh, trai đây có nghĩa là thanh tịnh, cái giới thanh tịnh bằng cái sự phương pháp hành trì đưa đến thành tựu Phật quả. Đó là cái nghĩa của chữ Phật Pháp Trai Giới. Khi qua bên Trung Hoa thì một cái vị, cái lúc này vị vua này do chưa biết Phật, đạo Phật là gì, nhưng mà có cảm mến đối với các vị tu sĩ của Phật giáo nhờ cái giới hạnh thanh tịnh của các vị đó. Một đêm khi mà vua đi thị sát thì vua thấy rằng là giờ đó canh hai là cái giờ mà người ta ngủ say ngủ yên, thì ở ngoài đường rất là tấp nập, người đi đi đông thật là đông, mà người ta lại vội vã, người ta rất là vội vã, không nghĩa là người ta có thể chen lấn quân sĩ, quân của xe của vua, tại vì vua đi thị sát không phải là đi bằng xe vua nhưng mà cải trang thành một người bình thường, thì người ta không nhường chiếc xe đó, người ta vẫn đi, nhưng mà đi nhẹ nhàng lắm, đi cúi mặt nhẹ nhàng rất là thanh tịnh. Thì vua lập tức cho đi theo những cái dòng biển người đó, thì thấy rằng những cái biển người đó không phải đi chợ, cũng không phải đi đến công viên, cũng không phải làm gì, mà tất cả đều đi đến những cái ngôi chùa. Khi vào trong những cái ngôi chùa đó xong thì vua ngạc nhiên, vua mới cử một cái vị tướng là đi theo đó, vua mới nói là đi vào trong đó xem những người này làm cái gì mà họ vội vã, mà họ chỉ đi vào trong chùa như vậy, trong chùa có những cái lễ gì mà gần như tất cả các chùa ở kinh đô đều có người tấp nập như vậy. Thì lúc đó là vị tướng này đi vô thì mới không có biết là hỏi ai, mới hỏi những cái người mà người ta đi như vậy đó. Thì những vị này thì cũng dân mà người ta không có biết, nhưng mà người ta biết đây là phương pháp tu, người ta lại không nói được cái chữ Phật Pháp Trai Giới này. Nhưng mà cuối cùng người ta giải thích cỡ nào ông quan ông cũng hiểu. Cuối cùng là ông quan ông nói như vậy, mục đích chính ngày hôm nay là các vị sẽ làm gì? Thì cái vị đó mới trả lời, mục đích chính ngày hôm nay tôi đến đây tôi nhận tám giới để tôi tu. Thì khi mà cái ông quan này ông ra ông trả lời cho vị vua như vậy, thì vị vua như vậy ông mới nói là con có nghe một cái từ Phật Pháp Trai Giới, nhưng mà trong Phật Pháp Trai Giới đó mục đích chính là ta nhận tám giới. Thì vua mới nói nếu mà như vậy thì Bát Quan Trai Giới chứ tại sao Phật Pháp Trai Giới. Thì từ đó cái từ Bát Quan Trai Giới được biết chứ không có nghĩa là đổi, không có nghĩa là đổi, tại vì Bát Quan Trai Giới nó nằm trong Phật Pháp Trai Giới. Tại vì Bát Quan Trai Giới là một trong bốn cái phần để thành tựu Phật Pháp Trai Giới.
Đó là gì? Cái thứ nhất là phải truyền cho đủ 8 giới thanh tịnh. Cái thứ hai là phải hướng dẫn cái phương pháp tu tập đưa đến sự giải thoát. Tại vì chúng ta thấy giới chỉ đưa đến cái 8 giới này chỉ đưa đến sự giới thanh tịnh trên thân mà thôi, chưa có sàng lọc tâm. Cho nên là cái thứ hai là phải hướng dẫn phương pháp tu tập để đạt được tâm thanh tịnh. Cho nên vì vậy mà phải yếu tố thứ hai phải có. Và cái thứ ba, muốn giới thanh tịnh, muốn tâm thanh tịnh thì phải sống như cái hạnh của người xuất gia. Tại vì 8 giới là giới của sa di mà. Cho nên là cái người này mặc dù là Phật tử nhưng mà gọi là xuất gia gieo duyên, thì ngày hôm đó phải sống như cái hạnh của người xuất gia, tức là oai nghi cử chỉ đi đứng nằm ngồi đều phải giống như người xuất gia. Đó là cái thứ ba. Và cái thứ tư là vị này phải nghe pháp, tức là nghe hướng dẫn lại cái con đường tu tập, mà cái con đường tu tập đó phải được khẳng định lại bởi các vị mà sa môn thích tử. Như vậy thì mới gọi là Phật pháp trai giới. Rồi bây giờ mình bỏ qua phần đó để con nói lại cái vấn đề này. Thì chúng ta đang đến cái vấn đề là hồi nãy đang đi tới ô đạo sa môn. Ủa sao đi tới đâu rồi ha? Đi tới đâu rồi? Không nhớ. Dạ, ô đạo sa môn. Tức là mà sao mà nó qua được cái này vậy ha? Dạ, hình tướng xuất gia. À đúng rồi, hình tướng xuất gia nhưng mà tâm không có xuất gia. Cũng giống như là vị ni kiền tử vậy đó. Một ngu trai thì chúng ta biết rồi, cái người chăn bò, người chăn trâu. Thì khi cái người chăn trâu mà dẫn trâu ra đồng thì cái mục đích chính của người chăn trâu là gì? Là đi tìm cái chỗ nào mà nước mát, đi tìm cái chỗ nào là cỏ non cho trâu nó ăn. Rồi khi mà tìm được cái nơi đó, vị này ngủ. Sau buổi chiều về thì vị này trước khi mà lùa trâu mà vô chuồng á, thì vị này sẽ rờ vào bụng trâu xem coi là như vậy thì có được ăn cỏ non nhiều hay không, có uống được nước mát, nước trong sạch hay không. Nếu mà cái bụng to thì vị này hài lòng, ngày hôm sau dẫn ra tiếp tục chỗ đó, hoặc là kiếm những chỗ mà nó ngon hơn. Còn nếu mà cái bụng xẹp, tức là không có được ăn nhiều cỏ, không có được uống nhiều nước trong sạch, thì vị này sẽ suy nghĩ ngày mai mình dẫn trâu đi đâu. Thì cũng giống như vậy, liên hệ đến cái vấn đề tu tập, thì Đức Phật nói rằng cái người này trong cuộc sống mặc dù là cái tướng tu tập, nhưng mà trong tâm và đời sống chỉ nghĩ đến hưởng thụ không chỉ đến hưởng thụ, nghĩa là ăn uống ngủ nghỉ và nghĩ đến cái sự mà hưởng thụ dục lạc, là cái người này là một ngu trai. Đức Phật ví như là người dẫn trâu ra đồng, rồi chỉ tìm đến cái vấn đề thụ hưởng, rồi sau đó khi mà thụ hưởng không đầy đủ thì sẽ tìm đến những cái chỗ khác thụ hưởng nhiều hơn, đầy đủ hơn. Hoặc là nếu mà đạt được sự thụ hưởng rồi thì sẽ trở lại để thụ hưởng hơn nữa. Thì Đức Phật nói là một ngu trai. Đây là những cái ám chỉ rất là hay trong cái bài kinh Visakha đó, truyền 8 giới đó. Chúng ta tương ưng bộ kinh mà trong cái phẩm mà tương ưng Visakha, chúng ta sẽ có cái nguyên nhân tại sao Đức Phật chế Bát Quan Trai Giới. Và cái thứ ba là Đức Phật nói là bây giờ là ni kiền tử trai, có nghĩa là gì? Ni kiền tử trai rất là vị này tu hành song song với Đức Phật. Vị này cũng là một vị lãnh đạo của một tôn giáo rất là lớn, gọi là cái phái mà ni kiền tử đó, phái lõa thể, mình hay gọi là phái lõa thể đó. Nhưng mà ni kiền tử có hai, một là lõa thể, hai là chỉ bận thuần màu trắng thôi. Màu trắng đó là chuyên làm các công tác từ thiện. Còn phái lõa thể thì là chuyên về cái sự tu hành, nhưng mà chỉ có nam chứ không có nữ. Bận màu trắng thì có nam nữ, nhưng mà về cái phương pháp tu của phái ni kiền tử mà về cái lõa thể thì chỉ có nam. Thì tại sao mà Đức Phật lại đưa vào cái phái ni kiền tử ở đây để so sánh với cái mà phương pháp Phật pháp trai? Tại vì Đức Phật nói rằng có một số cái sa môn của ngoại đạo, ni kiền tử là thuộc về ngoại đạo, Đức Phật gọi là sa môn ngoại đạo. Có một số sa môn ngoại đạo theo ni kiền tử, nhưng mà ban ngày thì người ta lựa vào những cái chỗ đông người, đông người rồi bắt đầu là người ta hành những cái khổ hạnh. Những khổ hạnh ví dụ như bây giờ trời nóng thì vị này nằm lăn ở trên đất, lăn tới lăn lui, lăn tới lăn lui. Trong lúc mà lăn ở trên đất như vậy thì vị này mới nói lên ngày hôm nay là ngày mà phái ni kiền tử là giữ giới thanh tịnh, cho nên là chúng tôi không sát sanh, chúng tôi không lấy của không cho, chúng tôi không đàn bà, chúng tôi không nói láo và chúng tôi không uống rượu. Nghĩa là vừa lăn mà vừa nói. Hoặc là vị này là trời lạnh như vậy, nhưng mà đứng giữa cái chỗ mà cái đầu ngọn gió, và khi mà đứng đầu ngọn gió như vậy thì vị này cũng nói lên năm cái điều như thế này. Nhưng mà thật sự thì Đức Phật nói rằng sau đó rồi
khi mặt trời hạ rồi, tức là khi mặt trời mà xuống rồi, thì không ai biết những vị này làm gì. Thì những vị này bắt đầu là rượu thịt, những vị này bắt đầu gần gũi đàn bà, và những vị này bắt đầu là vì mà những vị này là nói như vậy cho nên nhận được nhiều sự cúng dường, vì vậy mà vị này cũng được xem như ăn cắp. Vì vậy mà cái này liên hệ đến cái phương pháp tu tập của Phật Pháp Trai, thì được ví như những người là tu tướng mà không tu tâm, nghĩa là sự tu giả dối. Trong khi cái thứ hai là thọ hưởng, thọ hưởng các dục tăng trưởng, sự thọ hưởng để mà cho đến là tăng trưởng các dục vọng. Thì cái thứ ba, Ni Kiền Tử này là được ví như là những người chỉ tu về hình thức mà không có sự chuyển hóa trong tâm. Thì Đức Phật nói liên hệ đến cái vấn đề mà Bát Quan Trai Giới của bà Visakha, chúng ta trở lại chúng ta về cái phần ô đạo sa môn, tức là những vị này cũng chỉ có tu về hình tướng, không có một sự chuyển hóa nào trong tâm. Bất cứ một cái việc làm gì đều khởi lên cái sự tính toán và cái sự mà không có thanh tịnh ở trong tâm. Thì Đức Phật nói trong bốn hạng sa môn, trong bốn hạng mà sa môn, thì hạng sa môn ô đạo sa môn hay còn gọi là phá giới sa môn, phá phạm hạnh sa môn, Đức Phật tuyên bố là hạng thứ tư là hạng mà nghĩa là chịu nhiều thống khổ. Trong những người thống khổ thì chúng ta thấy là trong này có nói về cái phần mà so sánh cái quả của cái ô đạo sa môn và cái quả của một người mà người thế gian người ta phạm tội. Đối với cái người mà đã gia nhập vào trong hạng ngũ sa môn, nhận giới nhưng mà không thanh tịnh, nhận những cái mà sự cúng dường nhưng không thanh tịnh, thì người này là khi mà tội thì tội nhiều hơn những người ở thế gian. Nhưng mà khi mà họ chuyển tâm, thì theo thanh tịnh đạo luận, thắng pháp tập lý luận, khi mà họ chuyển tâm, họ lại chuyển nhanh hơn người thế gian. Tại vì họ biết họ phạm thì ra cái tội nó nặng hơn. Nhưng mà khi mà họ sám hối, họ quay đầu, thì họ sẽ quay đầu nhanh hơn người thế gian. Họ quay đầu nhanh hơn người thế gian. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy khi mà Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật vẫn cho rằng vẫn có khả năng thành tựu Phật quả. Bởi vì khi mà Đề Bà Đạt Đa quay đầu, thì ngay trong cái lúc quay đầu là đã khẳng định được cái sự giải thoát tu tập của mình. Nhưng mà cái quả phá hoại hòa hợp tăng và cái quả mà âm mưu giết người thì nó phải trả cái quả là đọa vô gián địa ngục. Nhưng mà ngay cái lúc mà ông ta sám hối trước khi ông ta mất là ông ta đã quay đầu rồi. Và Đức Phật tuyên bố là Đề Bà Đạt Đa sau này sẽ thành tựu Phật với một cái danh hiệu như vậy. Rồi bây giờ chúng ta qua bên cái phần mà định nghĩa. Như vậy thì Đức Phật trong Nikaya, cái phần đó là chúng ta phải phân biệt cái sa môn mà có bốn loại sa môn trong hàng ngũ của tăng chúng của Đức Phật. Thì cái thứ hai là chúng ta phải định nghĩa cái chữ tỳ kheo là gì. Đối với những người sa môn sống đời phạm hạnh với sự hướng dẫn của Đức Phật thì vị này phải là tỳ kheo đó, phải được gọi là tỳ kheo hoặc là sa môn thất tử là một danh từ chung. Nhưng mà cái danh từ riêng của một vị sa môn thất tử sau khi gia nhập vào tăng chúng, nhận lãnh giới pháp thì mới được gọi là sa môn phạm hạnh. Sa môn mà sa di hoặc là bên ni là sa di ni hoặc là thức so manani chưa gọi là sa môn thất tử, mà phải là những vị tỳ kheo mới được gọi là sa môn thất tử. Bởi vì những vị này đã thọ đại giới của tỳ kheo mới được gọi là sa môn thất tử. Và như vậy thì cái yếu tố thứ hai là cái vị sa môn mà thất tử hay gọi là ý sa môn phạm hạnh hay sa môn thất tử mà được gọi là sa môn thất tử sống đời phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Đức Phật Thích Ca thì phải từ tỳ kheo trở lên. Rồi bây giờ cái chữ tỳ kheo có nghĩa là gì? Tỳ kheo nghĩa là gì? Tỳ kheo ở trong có nhiều cái cách định nghĩa. Chúng ta phải xem, chúng ta phải biết những cái cách định nghĩa sau đây. Chữ tỳ kheo này là cũng là một từ độc trại của cái từ bhikkhu, SKT là Sanskrit là bhikkhu và Pali là bhikkhu, tùy theo cũng là từ độc trại thôi tiếng Việt mình. Rồi Hán Việt dịch là gì? Hán Việt là gì? Bậc sô bí sô, bậc sô
biết rồi. Tiếng Việt, đọc trại tiếng Việt là gì? Đọc trại chúng ta đọc là tỳ khâu, tỳ kheo, hoặc là tỳ hay là tỷ khưu. Nhưng mà thường thì chúng ta thấy có hai từ này thôi, tỳ kheo hoặc là tỳ khưu thôi, mà không thấy tỳ khâu. Nhưng mà tỳ khâu nó có, tỳ khâu nó có, nhưng mà tại sao mình không đọc? Tại sao mình không đọc? Ba từ này đều chỉ cho một vị đã thọ đại giới. À, nam thì 250 giới, ni thì 348 giới. À, nhưng mà tại sao mà chúng ta không đọc tỳ khâu, mặc dù tỳ khâu vẫn có, tỳ khâu nó có nghĩa rất hay. Ta không đọc tỳ khâu nhưng mà vẫn gọi là ta vẫn phải biết có từ tỳ khâu này. Là bởi vì ngài, bởi vì ngài Khổng Tử tên là Khâu, cho nên ta không đọc tên cúng cơm của ngài. À, ngài Khổng Tử tên là Khâu, bởi vậy cho nên là mình không đọc tỳ khâu. Đọc tỳ khâu là bị chém đầu liền. À, cho nên là mặc dù chữ tỳ khâu này nó thể hiện, nó đồng nghĩa với bậc sô, bí sô, nó đồng nghĩa với bí khu hoặc là bí sô, nhưng mà chúng ta chỉ đọc trại. Thật ra cái chữ tỳ khâu này mới là chính. Từ gì bị cấm không cho đọc chữ khâu, cho nên ta đọc trại là theo hoặc là khu. Vì không được quyền đọc chữ khâu cho nên mình mới đọc trại ra chữ kheo hoặc là chữ khu đó. Chứ thật sự là cái nghĩa của tỳ khâu mới là đúng. Nó đồng nghĩa với bisu đó, bisuni hoặc là bậc sô bisu. Rồi bây giờ chúng ta có những cái cách định nghĩa tỳ có nghĩa là gì. Tỳ có nghĩa là gì? Tỳ nghĩa là gì? Đâu định nghĩa coi, từ sơ cấp lên đó. Tỳ là gì? Tỳ có nghĩa là phá. Tỳ có nghĩa là phá dở, làm cho nó dở ra một cái thành gì đó, làm cho nó mất đi, nó phá đi à, một cái sự kiên cố gì đó, gọi là tỳ có nghĩa là phá dở, làm cho nó mất đi. Khâu có nghĩa là gì? Khâu có nghĩa là phiền não, kiết sử hoặc là lậu hoặc. Chúng ta phải có sự phân biệt một chút xíu về cái chữ phiền, phiền não, kiết sử hoặc là lậu hoặc. Ba cái này thì cũng có thể là gần giống nhau, nhưng mà ở cái mức độ là nhẹ, ở từ mức độ thô cho đến mức độ tế. Thì chúng ta sẽ trong cái phần định đó, chúng ta sẽ triển khai cái phần nào cần phải đoạn trừ, cái phần nào chỉ cần nhìn một cái là nó mất. Phiền, thường là chúng thỉnh thoảng chúng ta nghe phiền não, thỉnh thoảng chúng ta nghe kiết sử, thỉnh thoảng chúng ta nghe chữ lậu hoặc. Thì chữ khâu này có nghĩa là phiền não, lậu hoặc hoặc là những cái kiết sử, tức là những cái gì mà nó làm cho chúng sanh cứ phải trôi lăn trong sanh tử thì gọi là phiền não hoặc là kiết sử hoặc là lậu hoặc. Lậu hoặc này thì trôi hoài. À, phiền não thì với kiết sử thì chỉ nhìn là mất, nhưng mà cái này là phải đoạn, cái này là phải dùng trí mới đoạn được, mới chấm dứt được sanh tử luân hồi, là cái ông lậu hoặc này. Thì như vậy tỳ kheo có nghĩa là người có khả năng phá vỡ, người có khả năng làm mất đi, người có khả năng là đứng tận gốc những cái phiền não, những cái ô nhiễm để đưa đến sự mà giải thoát hoàn toàn thì gọi là tỳ khâu. Rồi bây giờ chúng ta thấy tỳ khâu có những cách định nghĩa khác nhau, như là theo định nghĩa của giáo sư Lê Ngọc Trụ, chúng ta thấy là không phải là định nghĩa nào cũng giống như định nghĩa nào, nhưng mà chúng ta đi từ cái định nghĩa bây giờ rồi cuối cùng chúng ta trở vào trong cái kinh Sa Môn Quả thì chúng ta thấy Đức Phật định nghĩa tỳ khâu như thế nào, bí xu như thế nào. Cái thứ nhất, định nghĩa thứ nhất là định nghĩa của giáo sư Lê Ngọc Trụ. Cái định nghĩa thứ hai là định nghĩa của Đoàn Trung Còn, của ngài Đoàn Trung Còn. Nào giờ chúng ta cứ lẫn lộn là cái định nghĩa này với định nghĩa của Đoàn Trung Còn không à. Chúng ta thấy là bây giờ cho con biết là bố ma, phá ác và khất sĩ là định nghĩa của ai đó. Thành ra chúng ta thấy là chúng ta lẫn lộn, đó là của ngài Lê Ngọc Trụ chứ không phải của Đoàn Trung Còn. Đoàn Trung Còn có bốn nghĩa, mà trong khi cái ngài Lê Ngọc Trụ thì chỉ có ba nghĩa: phá ma, bố ác và khất sĩ. Và cái thứ ba là chúng ta định nghĩa theo cái kinh văn của Nikaya nha. Rồi hoặc là cái thứ tư là định nghĩa theo Thắng Pháp Tập Tử Luận, luận tạng đó. Chúng ta lần lần trở về đó. Thì bây giờ giáo sư Lê Ngọc Trụ, ngài định nghĩa tỳ kheo có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nghĩa bố ma,
nghĩa thứ hai là nghĩa phá ác, và nghĩa thứ ba là nghĩa khất sĩ. Thì chúng ta để chỉ nói sơ qua thôi, tại vì cái này là chúng ta đã học rồi, thành ra là chúng ta không để mất thời gian về cái phần này. Bốn ma có nghĩa là gì? Bốn ma có nghĩa là làm cho sự ma khiếp sợ. Ma có hai loại, một loại đó là ma dương và một loại là quyến thuộc của ma dương, tức là những tùy phiền não nó đi theo. Ma dương đây là những cái phiền não, những cái kiến sử, những cái lậu hoặc, rồi những cái mà nó đi theo những cái phiền não đó à, thì gọi là quyến thuộc của ma. Là vị tùy kheo này có khả năng là làm cho ma dương khiếp sợ, mà làm cho những quyến thuộc của ma dương cũng khiếp sợ. Vị mà có khả năng bố ma này chẳng những là vị này đoạn trừ được ma dương của mình và những cái tùy phiền não, tức là những quyến thuộc của ma, mà vị này còn có thể giúp được người khác là cũng đoạn trừ được à, cái ma dương và những quyến thuộc của ma dương, thì gọi là bố ma. Mà muốn đoạn trừ được cái ma dương và những quyến thuộc của ma dương thì tất cả giống nhau là phải thực hành tứ niệm xứ. Phương pháp là chánh niệm trên bốn cái nơi thân, thọ, tâm, pháp thì mới có thể đoạn trừ được ma dương và những quyến thuộc của ma dương. Không có một cái phương pháp nào khác có thể đoạn trừ được ma dương và quyến thuộc của ma dương bằng tứ niệm xứ. Rồi cái thứ hai là ở trong cái kinh Tất Cả Lậu Hoặc, mà kinh Tất Cả Lậu Hoặc này thì của Trung Bộ, kinh số 2, thì khi mà nói về cái bốn ma thì Đức Phật nói rằng có, bởi vì ma dương, những quyến thuộc của ma dương thì dễ đoạn, nhưng mà một khi mà ma dương mà mình không đoạn được thì quyến thuộc của ma dương nó sẽ đi theo liền, tùy phiền não nó theo liền. Một cái phiền não nó không bao giờ nó xuất hiện một mình nó, mà một khi phiền não xuất hiện thì nó kéo một dây phiền não khác nó xuất hiện theo. Như vậy thì Đức Phật nói rằng là nếu mà chúng ta không chưa đủ cái nghị lực để mà chúng ta dùng tứ niệm xứ, quán thân, thọ, tâm, pháp để mà đoạn trừ cái ma dương này, thì chúng ta phải dùng 7 cách phòng hộ. Chúng ta phải bảo vệ bằng 7 phương pháp. Cái phương pháp thứ nhất là có những cái loại ma dương hay là quyến thuộc ma dương mà Đức Phật gọi ma dương đây là lậu hoặc, chứ không phải là kiết sử, cũng không phải là phiền não. Ma dương đây là lậu hoặc. Thì những quyến thuộc của ma dương đó là phiền não và kiết sử đó, thì có những cái lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, là 7 pháp phòng hộ. Cái thứ hai là phải do là sự bảo vệ các căn. Cái thứ ba là khi thọ dụng phải bảo vệ. Cái thứ tư là phải kham nhẫn. Cái thứ năm là phải tránh né nó đi. Phiền não nó khởi sinh, tâm tham nó khởi sinh, tâm sân giận nó khởi sinh, lo tránh né đi. Nếu thật sự mình chưa đủ cái nghị lực thì mình phải tránh né. Cái thứ sáu là phải nhìn thẳng để đoạn trừ nó bằng phương pháp tứ niệm xứ đó. Cái thứ bảy là phải do tu tập chánh trí. Như vậy thì ở trong Trung Bộ Kinh, các cái phương pháp đoạn tận lậu hoặc để đoạn tận ma dương à, và những quyến thuộc của ma dương là phiền não và kiết sử, thì trong Trung Bộ Kinh lại là đưa ra 7 phương pháp phòng hộ. Và mình có ghi kịp mày ha. Cái thứ nhất là 7 phương pháp phòng hộ này trong kinh Trung Bộ Kinh đó, đoạn tận lậu hoặc của bài kinh số 2 đó. Thì cái thứ nhất là có những lậu hoặc là những loại ma dương á, là phải do tri kiến. Tri là thấy, tri là biết, kiến là thấy, đoạn trừ. Cái thứ hai phải do phòng hộ là bảo vệ các căn à. Cái thứ ba là phải do là thọ dụng. Khi chúng ta thọ dụng bất cứ một vật gì, chúng ta phải chánh niệm. Nhờ cái thứ ba phải là do thọ dụng. Cái thứ tư là phải do kham nhẫn à, nhẫn với tất cả những cái thử thách. Và cái thứ năm là phải tránh né. Nếu mà mình thấy rằng những cái phương pháp ở trên mình làm mà vẫn còn bị cám dỗ, ma dương cám dỗ thì thôi lo tránh né đi. Cái thứ sáu là phải nhìn thẳng nó để đoạn trừ nó. Nhìn thẳng vào cái yếu điểm của mình, nhìn thẳng vào những cái mà mình đam mê, cái gì mình đam mê đó, nhất nhìn thẳng vào để đoạn trừ bằng cái sự là sự quán về cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Ở trường diễn này Đức Phật dạy phương pháp là hãy đọc cái câu giống như bây giờ mình đọc câu thần chú, tức là gì? Dục lạc vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Nếu mà mình muốn trừ diệt, mình nhìn thẳng thì mình chỉ ghi là nó vui ít, nó khổ nhiều, nó não nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Rồi cái thứ bảy là do tu tứ niệm xứ, tu tập tứ niệm xứ phát triển chánh trí. Rồi bây giờ cái phá ác có nghĩa là gì? Ác ở đây có nghĩa là gì? Ác ở đây có nghĩa là gì? Tức là những phiền não, những trói buộc, nó kiết sử. Kiết sử ở đây
thì nó có 5 hạ phần ký sử và 10 ký sử tất cả đó. Phá ác có nghĩa là ác ở đây không có nghĩa là sự ác độc. Ác ở đây có nghĩa là những cái sự bực bội, những cái sự trói buộc thì gọi là ác. Ác là đồng nghĩa với phiền não, tức là những bực bội đó, sự đốt cháy đó, nó làm cho tâm trí không yên, hoặc là bực bội, phiền não, bực bội, hoặc là sự trói buộc là ký sử, trói buộc. Thì gồm có 10 cái phiền não hay là 10 cái trói buộc nó khiến cho một chúng sanh đau khổ, đó là 5 hạ phần ký sử. Là gì? Đọc cho con nghe coi. 5 hạ phần ký sử, 5 cái ký sử nhẹ thôi: thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân. Còn 5 thượng phần ký sử là gì? 5 thượng phần ký sử thì là phải bứng, phải bứng tận gốc bằng trí tuệ. 5 hạ phần ký sử thì chỉ nhìn là mất, giống như ở bên Phật giáo phát triển vậy đó, kiến hoặc và tư hoặc. Cái chỉ thấy là nó mất, nhưng mà cái kia là phải suy tư, phải tu tập nó mới mất. Thì 5 hạ phần ký sử này nó tương đương với cái kiến hoặc bên kia, nhưng mà nó khác tên thôi. 5 hạ phần ký sử là thân kiến, nghi, giới, cấm thủ, tham sân. Nhưng mà 5 thượng phần ký sử này là phải do tu đó, là do là sắc ái. Vô sắc ái, tức là sắc ái là cái gì? Sắc ái là mê tứ thiền đó. Sắc ái là mê vào tứ thiền đó. Cõi sắc ái đó là hình sắc nó rất là tế nhị, là đã tham đắm về tứ thiền. Vô sắc ái là tứ không đó. Rồi mạng có nghĩa là kiêu đó, kiêu hãnh đó. Mạng nghĩa là không phải là kiêu hãnh bởi vì mình có thọ dụng, không phải là mình đẹp, không phải là mình có nhà, không phải là mình có nhiều y. Mà mạng ở đây có nghĩa là gì? Nghĩa là thấy mình có chứng đắc. Mạng ở đây nghĩa là thấy có sự chứng đắc. Thấy có nghĩa là mình đã đạt được cái phương pháp tu rồi. Mình nghĩ là mình cho là mình giải thoát rồi là mạng đó. Chứ không phải là mạng là một cái sự thọ dụng bình thường. Cái sự thọ dụng bình thường đó là cái ngã mạng nó khác. À, mạng do thọ dụng, còn cái mạng này trong tu tập nó nặng hơn. Bởi vậy trong lúc tu tập mà mình thấy có một cái hiện tượng gì xảy ra, mình cho đó là chứng đắc, thì cái đó lại là mạng, là sẽ là dừng lại. Mạng là cái gì nữa? Trạo hối, tức là không phải là chuyện này tới cái giai đoạn này là không có rớt nữa rồi. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại dùng trạo hối? Trạo có nghĩa là gì? Dao động. Hối có nghĩa là gì? Nuối tiếc. À, trạo hối có nghĩa là một cái trạng thái tâm mà nó dao động rất là mạnh. Nó dao động bởi sao? Bởi vì vị này đã thấy được cái thực tánh và thực tướng của thân và tâm. Tức là nó vô thường, nó là vô ngã, nó là sự biến hoại. Khi mà vị này thấy như vậy thì vị này dao động ghê gớm lắm. Vị này nói à, như vậy là thật sự mình không có cái gì hết. Thật sự là mình chỉ là do các pháp nó duyên với nhau, nó hợp mà thôi. Vị này bị dao động tâm mạnh đến nỗi vị này có thể rằng kết liễu đi cái mạng sống, không phải là trở lại đời sống thế tục. Vị này là vững rồi. Nhưng mà trong cái lúc mà vị này quá khủng hoảng về cái sự thật sự là phát hiện ra con người của mình, thân và tâm của mình, thì vị này dao động mạnh. Là bởi vì thật sự mình không có cái gì hết. Do đó là vị này bắt đầu là từ bỏ, bằng cách là vị này tự tử, hoặc là vị này có thể là nghĩa là làm một cái gì đó mà vị này không tiến tu nữa. Vị này bỏ cuộc đó. Bỏ cuộc không có nghĩa là trở lại thụ hưởng, nhưng mà vị này sống như là một người mà nếu mà không khéo thì gọi là như là điên vậy đó. Vì quá sợ hãi. À, quá sợ hãi. Rồi mạng trả hối rồi cái gì nữa? Vô minh. Trong vô minh này là tham sân và tà kiến. Tham sân và tà kiến là phải bứng. Là trong vô minh này. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái thứ hai là có nghĩa là phá. Cái thứ ba có nghĩa là khất sĩ. Khất sĩ có nghĩa là tịnh khất thực. Theo giáo sư Lê Ngọc Trụ, khất sĩ ở đây có nghĩa là tịnh khất thực. Mà ngài Đoàn Trung Còn thì lại định nghĩa khác cái từ tỳ kheo khâu. Cái từ tỳ khâu ở đây ngài Đoàn Trung Còn định nghĩa 4 cách chứ không phải là 3. Nhưng mà chúng ta thấy vẫn có mà gần vẫn giống cái thứ nhất. Là theo định nghĩa của ngài Đoàn Trung Còn thì tỳ khâu có 4 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là năng bố ma, tức là có khả năng làm cho ma sợ, thì chúng ta thấy là giống phải không? Cái thứ hai là tịnh phiền não, có nghĩa là phá ác. Cái thứ ba là tịnh trì giới. Nó có hơi khác một chút xíu, là tịnh. Cái thứ nhất là năng bố ma, cái thứ hai là tịnh phiền não,
là đồng nghĩa với phát ác. Cái thứ ba là tịnh trì giới. Trì giới có nghĩa là giữ trọn vẹn giới thanh tịnh của tùy khâu, chứ không phải là giới của sa di. Tịnh trì giới. Và cái thứ tư là tịnh khất thực, chứ không dùng từ khất sĩ mà dùng từ tịnh khất thực, tức là bốn cái tịnh đó. Tịnh khất thực. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái vấn đề khi đề cập đến khất thực thì có hai cái mà Đức Phật phải khuyên vị tỳ kheo ôm bát đi khất thực như thế nào. Ôm bát đi khất thực và cái bát đó phải nghĩ cái bát đó là gì. Tức là trong vấn đề này Đức Phật dạy rất là kỹ cái vị tỳ kheo ôm bát đi khất thực. Tức là con nói sơ qua cái vụ mà tỳ kheo ôm bát đi khất thực là tịnh khất thực là gì. Có một vị phạm chí, một vị nữ nữ phạm chí ngoại đạo, khi mà thấy ngài Xá Lợi Phất ôm bát đi khất thực thì vị này khi trở về ngồi dưới gốc cây mà dùng khất thực, thì vị này mới đến hỏi, sau khi dùng xong vị này mới hỏi, có phải là ngài cúi mặt mà ngài ăn không, có phải là ngài ngửa mặt mà ngài ăn không. Ngài Xá Lợi Phất nói không, tôi không cúi mặt mà ăn. Thì hỏi có phải ngài ngửa mặt lên trời mà ngài ăn không. Ngài Xá Lợi Phất nói không, tôi không có ngửa mặt lên trời mà ăn. Hỏi có phải là ngài vuông miệng mà ngài ăn không, nói không, tôi không có vuông miệng mà tôi ăn. Hỏi vậy có phải là ngài xoay mặt bốn phương tám hướng để ngài ăn không, nói không, tôi cũng không xoay mặt bốn phương tám hướng tôi ăn. Ngài không có ngửa cúi mặt mà ăn, ngài không có ngửa mặt mà ăn, ngài không có vuông miệng mà ăn, ngài không có xoay mặt bốn phương tám hướng mà ăn. Vậy thức ăn có từ đâu trong bát ngài để ngài ăn? Là chúng ta phải suy nghĩ cái câu này hay vô cùng. Về cái tịnh khất thực này, Đức Phật định nghĩa cái tịnh khất thực này hay vô cùng. Khi mà nghe câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất trả lời cho nữ phạm chí thì Đức Phật mới giải thích thêm là cái ý nghĩa mà thức ăn từ đâu mà có, không phải là từ cái cúi mặt mà ăn, cúi miệng mà ăn, không phải là ngửa mặt lên trời mà ăn, cũng không phải là vuông miệng mà ăn, cũng không phải là quay mặt bốn phương tám hướng mà ăn, mà thức ăn có từ đâu trong bát. Đó là nghĩa thứ nhất Đức Phật định nghĩa lại. Cái nghĩa thứ hai Đức Phật định nghĩa cái bình bát. Ai mới có cái tư cách để ăn bình bát thì chúng ta phải tiếp tục cái phần sau thôi, thêm một phần, thêm một giờ thứ hai cho con. Nhưng mà về suy nghĩ cái phần này hay lắm. Cái chữ tịnh khất thực này nó ra sa môn đây nè. Sa môn từ tịnh khất thực này nè, Đức Phật định nghĩa sa môn tịnh khất thực là sao. Rồi cái thứ hai nữa là bây giờ chúng ta có bốn cái chủ đề. Thứ tư tuần sau chúng ta thuyết trình. Thì bây giờ cái đề thứ nhất là cái đề nhân quả trong kinh Sa Môn Quả. Cái thứ hai là cái ý nghĩa sa môn phạm hạnh và sa môn thích tử. Phải trình bày cái ý nghĩa về sa môn phạm hạnh và đặc biệt là nhấn mạnh về cái ý nghĩa của sa môn thích tử theo theo trong đạo Phật, tức là trong kinh Sa Môn cũng có nhưng mà ta có thể dẫn chứng nhiều cái. Và cái thứ ba, ở đây mình có mấy tổ? 3 hay 4? 4 tổ hả? Cái tổ nào ít thì có thể gom lại thành 2 tổ được không? Hay là muốn thi tài với nhau? Muốn thi tài với nhau ha. Thì bây giờ cái thứ ba là cái vấn đề mà chúng ta sẽ là trình bày hết toàn bộ cái tông chỉ của kinh Sa Môn Quả. Dám không? Còn cái thứ tư là phải trình bày cái tiến trình giải thoát với định tuệ trong kinh Sa Môn Quả. Thì bây giờ là được không? Không được hả? Không dám hả? Dạ. Mấy tổ à? 2 tổ hả? Mấy tổ? 4 tổ, 4 tổ đi. Mỗi một tổ được lên nói 10 phút thôi. Nhưng mà mình có 2 tiết à, mình có 2 tiết à. Bây giờ 2 tiết là bao nhiêu? 90 phút. Vậy là mỗi tổ được là 15 phút. Và mỗi tổ đúng 15 phút cho con. Bây giờ làm 4 cái thăm này đấy ha. Rồi bữa nay bắt đi đặng coi tổ nào là bắt đầu là chuẩn bị.